Quỷ Cốc Tử nói: bốn loại người nên kết giao, ba loại người nên tuyệt giao. Thưa quý vị, chơi với người thế nào, bạn sẽ có cuộc sống như thế. Bạn bè giống như những người thân mà chúng ta có thể lựa chọn. Trải qua thời gian chơi với nhau lâu dài, bạn sẽ có ảnh hưởng tới nhau. Dáng vẻ của bạn bè cũng giống như dáng vẻ của mình. Không phải ai cũng thích hợp làm bạn. Thế nên cần chọn bạn cẩn thận, vì đó chính là cẩn thận lựa chọn vận mệnh của chính mình. Có một câu nói: đi với ong thì có thể tìm thấy mật hoa, đi với ruồi chỉ tìm được cống ránh. Vấn đề này từ hàng ngàn năm trước, Quỷ Cốc Tử đã nhắc nhở mọi người rằng trong cuộc sống phải học cách kết mối thâm giao với bốn loại người và cần tuyệt giao với ba loại người. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Bốn loại người kết nối thâm giao. Một, người phúc hậu, ngôn trung hành si, bình chí vô tư, thi bất cầu phản, tình trung nhi sát, mạo chuyết nhi an giả, khả dí thâm giao. Những người có ngôn hành thống nhất, nói được làm được, thường là người công bằng, vô tư, tâm trí kiên định, hết lòng với bạn bè mà không cần báo đáp, tính tình ôn hòa, bên ngoài không khoa trương. Những người bạn như thế đáng để kết mối thâm giao. Rốt cuộc, thông minh không bằng phúc hậu. Những người quá so đo thì nhân duyên thường không tốt. Người nhân hậu có thiện tâm và có lòng biết ơn. Nhân phẩm tốt, kết giao với những người như vậy thật thoải mái, tự tại, khiến người ta cảm thấy an tâm. 2. Người tích cực và dám nghĩ, dám làm. Sự biến nhi năng trị hiệu, cùng nhi năng đạt, thố thân lập công, nhi năng toại, giả khả dí thâm giao. Một người có thể xử lý mọi việc một cách nhanh chóng và hiệu quả, lâm cảnh nghèo túng vẫn có thể tiếp tục tiến bộ, không ngừng đột phá, an thân lập mệnh cũng có thể thành tựu sự nghiệp bản thân. Như vậy đáng kết mối thâm giao. Một người tích cực có thể ảnh hưởng khiến bạn bè cũng tích cực vươn lên. Một người đầy suy nghĩ tiêu cực cũng sẽ kéo bạn bè xuống nước. Người không từ bỏ hy vọng khi ở trong hoàn cảnh khó khăn là rất đáng trân quý. Họ tràn đầy nhiệt huyết với cuộc sống, có sự kiên định, có khả năng thích nghi nhanh và thực hiện tốt. 3. Người có phẩm đức cao thượng, phú quý cung kiệm nhi năng uy nghiêm, hữu lễ nhi bất kiêu, viết thiếu đức giả dí thâm giao. Danh lợi là thứ có thể thử thách một người nhiều nhất. Nếu một người không vững vàng thì sẽ bị những ngoại vật này nô dịch. Những người thật sự có đức mới không kiêu ngạo, nóng nảy, vẫn giữ sự nhã nhặn, lễ độ với mọi người và mọi việc. Sự tu dưỡng nội tâm và đạo đức cá nhân của một người như vậy thật không thể chê vào đâu được và đáng để kết mối thâm giao. Bởi vì một người có tiền mà sống giản dị thì chứng tỏ người đó có chí khí, có thể làm chủ tiền bạc mà không bị đồng tiền chi phối. Khi một người có quyền lực nhưng không cậy thế bắt nạt người khác mà nhã nhặn, lịch sự, chứng tỏ người đó là người có đức hạnh. 4. Những người có thể kiểm soát cảm xúc của mình. Ẩn ước nhi bất nhiếp, an nhạc nhi bất xa, huân lao nhi bất biến, hỷ nộ nhi hiếu độ giả, khả dí thâm giao. Người lúc khó khăn không sợ hãi, lúc an lạc thì không phóng túng, chịu khó không thay đổi, hỷ nộ ai lạc đều chế ngự được, mới có được mối quan hệ lâu dài. Có thể kiểm soát cảm xúc và luôn giữ được ổn định là tài phú của cả đời người. Người không kiểm soát được cảm xúc cuối cùng chỉ có thể trở thành nô lệ tình cảm. Những người thực sự ưu tú sẽ tập trung vào mục tiêu của họ và gạt bỏ những cảm xúc sang một bên, để như vậy mới có thể chuyên chú làm nên việc. Nên tuyệt giao với ba loại người. 1. Người ngôn hành bất nhất, ngôn hành bất loại, trung thủy tương bội,
ngoại nội bất hợp, nhi lập giả, tiết dĩ cảm, thị thính giả, tất tu tuyệt giao. Một người có lời nói và việc làm không giống nhau, miệng ba hoa nhưng lại hành động ngược lại, nói một đằng làm một nẻo, người như vậy ắt phải tuyệt giao. Bởi vì nếu như không chịu trách nhiệm với những gì nói ra, chính là thất tín. Người như vậy trong ngoài bất nhất và dễ dùng lời ngon ngọt để lừa gạt người khác. Lời nói là tiếng nói của trái tim, trong tâm thế nào thì lời nói chính là như thế. Người mà hành động đi đôi với lời nói mới là bậc quân tử thản đáng. 2. Kẻ chỉ vì lợi. Nhược ẩm thực dí thân, hóa lộ dí giao, tổn lợi dí hợp, đắc kỳ quyền dự nhi ẩn ư vật giả, tất tu tuyệt giao. Nếu ai đó kết bạn bằng cách chiêu đãi, uống rượu, đút lót tiền bạc, mưu đồ tổn hại người khác vì tư lợi, những người như vậy không nên kết giao. Vì bạn bè đối với họ chỉ là công cụ kiếm lợi. Một khi xảy ra xung đột lợi ích mà bạn bị mất giá trị sử dụng, thì ngay lập tức họ sẽ trở mặt. Rốt cuộc, trong mắt họ, thế giới không được duy trì bằng cảm xúc mà là dựa vào lợi ích. 3. Người tham lam lợi nhỏ. Tiểu chi nhi bất đại giải, tiểu năng nhi bất tại thành, quy tiểu vật nhi bất chi đại luân, giả tất tu tuyệt giao. Nếu một người chỉ để mắt tới những cái lợi nhỏ, lúc nào cũng so đo chi ly, đối với một người như vậy tốt hơn là nên cắt đứt quan hệ càng sớm càng tốt. Vì bám vào cái quá nhỏ nên họ chỉ biết tham lợi, tính toán so đo, không chịu nổi một chút thiệt thòi, cũng không cưỡng lại được ngay cả cái lợi nhỏ trước mắt, càng không nhìn thấy tương lai dài hơn. Vì vậy, họ thường dễ thấy lợi mà quên việc nghĩa. Trong mắt họ, lợi ích vượt xa tình bạn. Trong cuộc sống của bạn cũng có những người xứng đáng kết giao và tuyệt giao. Hãy để lại lời nhắn và chia sẻ cùng nhau. Tiếp theo chương trình, xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe Quỷ Cốc Tử dạy 5 loại người tâm thuật bất chính, không nên kết giao, tránh xa càng sớm càng tốt. Sống chung trong xã hội, khó tránh khỏi việc giao tiếp và nảy sinh những mối quan hệ như bạn bè, người yêu, đồng nghiệp. Nhưng chọn lựa như thế nào? Mong bạn hãy luôn sáng suốt và tìm hiểu thật kỹ. 1. Người hay tin vào lời đồn mà nghi kỵ. Tin đồn thì ở đâu cũng có. Có lẽ trong số chúng ta cũng có người không ít lần bị tin đồn thất thiệt che mắt, khiến chúng ta tức giận hoặc buồn bã. Bởi tin đồn đó đến từ miệng những người ta nhận định là thân thiết, nên chúng ta mới có thể khăng khăng tin tưởng nó như vậy. Nếu như có thể sớm nhận ra bản thân đã bị lừa, sau này không còn dính đến chuyện tin vào những tin đồn vô căn cứ nữa. Như vậy bạn đã trưởng thành hơn, sáng suốt hơn, cũng sẽ đáng được tha thứ. Nhưng có một vài người lại không như vậy. Họ luôn thích tám chuyện rồi tin vào những tin đồn vô căn cứ kia. Sau đó nghi kỵ người này, kẻ nọ, thậm chí còn giáp tâm hãm hại, phỉ báng người trong tin đồn. Vậy người này nhất định là kẻ tâm thuật bất chính. Bởi vì dù là người ngây thơ đến đâu đi nữa, cũng không thể dăm ba lời nói của người khác mà buộc tội cho người khác vô hình như vậy. Chính bởi vì tâm họ xấu nên mới dễ dàng đố kỵ, nghi ngờ và tin vào những tin tức không có tính xác thực tuyệt đối kia. Mà người như vậy, dù cho bạn hiểu rõ họ không phải là người mang thiên tính ác độc, đi nữa cũng vẫn nên tránh ra, không được kết giao. Vì ngay cả việc phân biệt đúng sai mà họ còn không tỉnh táo để nhận biết được, lại cứ mơ hồ tin đồn xấu về người khác, che mở mắt rồi nghe theo xúi dục mà làm việc xấu, sớm muộn gì cũng có ngày hại người khác rồi tự gây thiệt thân. 2. Người có tư tưởng cổ hủ lại hay cố chấp, tự ái cao. Tôi từng đọc qua một câu chuyện thế này. Ngày xưa ở một làng quê nghèo nọ, có hai vợ chồng kia sinh sống nương tựa lẫn nhau. Cả hai đều chưa có con cái.
Người chồng là người có trách nhiệm, mỗi ngày đều tất bật ra đồng, đi làm từ sớm. Tuy nhiên anh ta có một tật xấu, chính là sống rất gia trưởng và cổ hủ. Khi người vợ ngỏ lời muốn được đi theo chồng phụ anh ta việc đồng áng, liền bị anh ta mắng cho một trận, bảo rằng phụ nữ chỉ nên ở nhà quét tước nhà cửa, chăm lo vườn tược, không nên xuất đầu lộ diện ra ngoài. Anh ta nói như vậy cũng không phải vì thương vợ, sợ vợ ra ngoài chịu khổ, mà vì sợ mất mặt người ngoài, sợ họ nói mình là đàn ông không đủ sức chăm lo cho gia đình. Thế rồi một hôm nọ, khi anh đang ở ngoài đồng làm việc thì hay tin nhà mình bị cháy. Anh ta vội vác cuốc chạy nhanh về nhà, thấy vợ mình không mặc đồ mà đang loay hoay vừa khóc vừa choàng áo. Chị hàng xóm đưa mặc vào. Thấy chồng, người vợ sợ hãi nói rằng sau khi làm việc nhà xong vì quá nóng nên cô ấy đã đi tắm. Nhưng đang tắm thì đột nhiên nhà bốc cháy. Vì quá sợ hãi nên cô ấy chưa kịp mặc quần áo đã chạy ra ngoài. Người chồng dù đã nghe cô giải thích vẫn không nhịn nổi tức giận. Anh ta không quan tâm nhà đang cháy lớn hơn mà đến gần tát chị vợ một cái đau đớn rồi gầm lên. Cô làm thế mà không biết ngượng à? Ít nhất cũng phải lo kiếm cái chăn trùm lên người cho nó kín trước rồi chạy ra chứ. Để cả xóm thế này ai cũng thấy hết rồi, mặt mũi tôi biết để đâu. Nghe chồng nói thế, chị vợ lại càng khóc lớn hơn. Cuối cùng bởi vì người chồng cứ lo trách mắng vợ, hàng xóm thì lo khuyên răn anh ta, nên chẳng mấy chốc căn nhà đã cháy rụi. Những người đã có tư tưởng cổ hủ lại mang tính cố chấp và tự ái cao như anh chàng kia, thật sự khó thuyết phục. Phải nói rằng dù bạn có nói nhiều cớ nào đi nữa thì anh ta cũng chỉ như một con trâu ngoan cố, không chịu đi cạnh. Các ý tưởng lỗi thời đã ăn sâu vào xương máu, bản tính cố chấp khiến anh ta không muốn sửa đổi nó. Giao tiếp với những người như thế này tuyệt đối vô cùng mệt mỏi. Thế nên ngay từ đầu, thà rằng đừng kết giao với họ làm gì. 3. Người hay ghen tị, hơn người thì khinh, thua người thì ganh. Những người này bản tính thường tự cao tự đại. Nếu thua thiệt người khác, họ sẽ dùng mọi lý do để che lấp khuyết điểm của mình, đồng thời hạ đối phương xuống. Nếu hơn người khác, nhất định sẽ dùng thế bức người, thái độ kiêu ngạo, coi việc chê bai người khác làm niềm vui. Đối nhân xử thế là môn học bắt buộc mà mỗi người đều phải biết. Dù không ai dạy gió cũng phải cố mà tự học thành tài. Thế nhưng có nhiều người lại không thích học môn này, do đó dẫn đến những việc làm và hành động trái đạo đức, khinh khi người nghèo, bóc lột kẻ kém may mắn, sống hay hơn thua, thích chỉ trích người dưới. Những người như thế này nên tránh xa càng sớm càng tốt. Cái tâm là thứ uốn nắn mọi hành động của con người, quyết định xem người đó là tốt hay xấu. Mà một người có trái tim nhuốm bẩn đến không thể rửa sạch như vậy, đừng tự ép bản thân kết giao với họ làm gì. 4. Những người miệng nam mô bụng bồ dao găm. Có vài người bề ngoài không chỉ đẹp đẽ, ăn nói còn ngọt như mía lùi, mở miệng ra là sống đạo đức, thích ăn chay, làm việc thiện, nhưng trong tâm lại không lương thiện được như vậy. Trước đây, trong lớp đại học của tôi có một cô bạn rất ốm yếu. Cô bạn này được mệnh danh là ấm sắc thuốc của năm. Cũng phải thôi, vì lúc trước cô ấy từng mắc bệnh nặng, phải duy trì việc uống thuốc mỗi ngày. Nói chung là nếu có 365 ngày, chúng tôi đã thấy cô ấy bệnh hết 364 ngày rồi. Đám chúng tôi đều biết cô ấy và bạn cùng bàn rất thân với nhau, bởi vì hai người đi đâu cũng có nhau. Bạn cùng bàn thường hay cười đùa với cô ấy, bảo cô ấy thời gian nằm trong bệnh viện còn dài hơn thời gian đi học, vậy mà thành tích vẫn tốt hơn cô ta rất nhiều. Cô ấy nghe vậy cũng không để trong lòng, trái lại giúp bạn cùng bàn trong việc học rất nhiều, giúp cô ta học kỳ sau từ học lực trung bình lên khá. Nhưng sau đó, cô ấy mới nhận ra bạn cùng bàn không tốt như cô ấy nghĩ. Người kia không chỉ đi loan tin nói xấu cô ấy, còn khẳng định rằng cô ấy giả bệnh để chiếm được sự thương hại của người khác. Lúc đầu cô ấy cũng không tin, nhưng tôi thì lại tin, bởi vì người bạn kia nói xấu cô ấy với tôi và những người bạn lớp khác.
Rõ ràng tình bạn đôi bên tốt đẹp đến thế, nhưng hóa ra sau lưng người kia lại mang vẻ mặt xấu xí đến như vậy. Nếu xui xẻo mà gặp người như thế, đừng ngần ngại mà hãy bảo họ cách xa bạn ra. Bởi vì những người như thế giống như virus corona, thật sự đáng sợ. 5. Người dễ bị lợi dụng vì ham lợi ích. Trong xã hội, người tham lam thì không thiếu, nhưng người tham lam đến vô chừng mực, đến độ có thể buông bỏ nguyên tắc cá nhân để hãm hại người khác mà thành toàn cho mình thì thật không nên kết giao làm gì. Bởi vì nếu họ đã dễ dàng bị ảnh hưởng từ bên ngoài, hãm hại người khác, rồi có một ngày họ cũng sẽ vì lợi ích của họ mà làm hại bạn. Chơi với người này như giữ con rắn độc bên mình, chẳng biết khi nào họ sẽ quay lại cắn bạn một nhát. Hãy sáng suốt trong việc chọn bạn, cũng như sàng lọc lại các mối quan hệ không cần thiết. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe xong bài chia sẻ của chương trình. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quý giá của mình để lắng nghe và chia sẻ. Xin kính chúc quý vị và các bạn cùng gia đình luôn luôn được hạnh phúc, bình an và thành công trong cuộc sống. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.